xin chào anh Dân ở Quảng Ninh. Mình là Nhật Audio. Hiện tại Nhật đang test cục đẩy Joy Sound AP70 trước khi giao hàng cho anh. Đây, mời anh. Đầu tiên mình sẽ test được phần volume. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Đây mình test được 3 lần. Đây cả hai loa rồi bạn cầu vợ tốt. Đây mình đang chơi với loa. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ. Đây, nói chung mọi chức năng của sản phẩm từ volume, ba lăng trái phải hết và nó rất là đều nhau nè. Và bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đóng thùng xốp và giao hàng cho anh. Rồi, cảm ơn anh Dân ở Quảng Ninh đã ủng hộ những audio rất là nhiều. Chào anh. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.